Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hot Bóng Đá TV. Chúng tôi rất vinh dự khi là nơi cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, nhanh nhất, chính xác nhất về bóng đá trong nước và quốc tế. Rất mong được sự quan tâm và yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về bóng đá nóng bỏng nhất. Ngay ở trận đấu ra quân, Việt Nam có trận đấu tương đối khó lường trước đội chủ nhà Lào. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới điều hành châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là đội bóng sẽ có được niềm vui chiến thắng. Thực tế, với tỷ lệ cược lên tới thắng 2 thua nửa tiền, âm 21/4, giới cầm cân nảy mực đã bắt đầu nghĩ tới kịch bản những chiến binh sao vàng sẽ giành thắng lợi với cách biệt ít nhất 3 bàn ở trận ra quân tại AFF Cup 2022. Nhận định trên là có căn cứ bởi xét về mọi góc độ từ bản lĩnh tới chiều sâu đội hình, Việt Nam đều bỏ xa đối thủ. Lúc này, Việt Nam đang là đội bóng sở hữu thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á khi đứng ở vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Lào xếp ở vị trí 187 và NHM dễ dàng thấy được sự chênh lệch quá lớn về trình độ. Bên phía đối diện, Lào vừa có mạch 10 trận đối đầu toàn thua trước Việt Nam và trong đó có tới 8 trận thua với cách biệt ít nhất 3 bàn thua trận. Với nhiều nhà đầu tư châu Á, Lào không phải địa chỉ đáng tin khi thua 12 kèo và thắng có 5 lần ở 18 trận gần nhất có áp tỷ lệ. Tỷ lệ kèo nhà cái Lào với Việt Nam chấp Lào 21/4 quả, lựa chọn Việt Nam thắng kèo. Yếu nhất trong bảng đấu gồm có Việt Nam, Malaysia, Singapore và Myanmar. Hiểu rõ điều này, nên huấn luyện viên Michael Wright đã triển khai kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 từ 2 tháng trước và Lào là một trong những đội tuyển có sự chuẩn bị sớm nhất. Về nhân sự, huấn luyện viên Michael Wright sử dụng nòng cốt là các cầu thủ U23, kết hợp cùng với một số trụ cột giàu kinh nghiệm. Nổi bật gồm Suka Phonvon Chiên Khăm, Manolam Phetphaji và tiền đạo Willy Keke Okhonphone từng thi đấu ở Ligue 1 Ligue 1 và Ligue 1 Ligue 2 tại Pháp. Với đội tuyển Việt Nam, AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện rõ khát vọng muốn cùng các học trò bước lên ngôi vị số 1 ở khu vực một lần nữa trước khi chia tay. Ông Park cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu lần này và đưa ra hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự. Ngoài việc trao cơ hội cho các tân binh như Văn Khang, Tuấn Hải và Hải Huy, ông Park cũng quyết định điền tên Văn Quyết vào danh sách sau thời gian dài không sử dụng cầu thủ này. Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Lào khi giữa hai đội có sự chênh lệch đáng kể về năng lực, bản lĩnh và thành tích đã giành được trong thi đấu. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thể hiện sự tôn trọng đối thủ, bởi việc giành kết quả tối đa ở trận ra quân sẽ giúp hành trình còn lại trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia ngay sau trận đấu với Lào. Lào thường chọn lối chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4 hậu vệ và cách chơi này đã được huấn luyện viên Michael Wright áp dụng ở các trận đấu trước thềm AFF Cup 2022. Bộ ba cựu binh gồm Von Chiên Khăm, Phetphaji và Billy là những trụ cột quan trọng. Trước giờ lên đường tới Lào, Quang Hải đã hội quân cùng đội tuyển, Văn Hậu và Hoàng Đức đã bình phục chấn thương nhưng Văn Đức và Tiến Dũng mắc Covid-19. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ sử dụng những cầu thủ như Văn Toàn, Thanh Bình, chám vào các vị trí này bên cạnh các cầu thủ như Văn Quyết, Quang Hải, Tuấn Hải. Từ năm 2008 trở lại đây, Lào chưa từng ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam và thua cả 5 trận, thủng lưới 16 bàn trong 5 lần hai đội gặp nhau. Về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, giữa Lào với Việt Nam cũng có khoảng cách rất lớn. Thất bại 0-5 trước U23 Thái Lan trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 khiến thầy trò huấn luyện viên Michael Wright nhận nhiều chỉ trích. 5 trận vừa qua, đội tuyển Lào thắng 2 trận và thua 3 trận, ghi được 4 bàn và thủng lưới 11 bàn. Đội tuyển Việt Nam có phong độ rất ấn tượng trong thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2022 khi đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo toàn thắng cả 5 trận. Ngoài ra, còn gây ấn tượng bằng sự chắc chắn của hàng thủ với việc chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn, ghi được 12 bàn. Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà nếu nhìn vào thành tích và sự thể hiện thời gian gần đây. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần giành 3 điểm trước Lào và phải bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia 6 ngày sau đó. Có thể đội tuyển Việt Nam chỉ thắng chênh lệch 2 bàn so với tỷ lệ 2,5 bàn như nhận định của các chuyên gia. 5 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn và sự chắc chắn của hàng phòng ngự ngày một được củng cố. Điều này báo hiệu các chân sút của Lào gặp nhiều khó khăn trong việc chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam.
Tổng số bàn thắng của trận đấu có lẽ chỉ là các bàn thắng của học trò huấn luyện viên Park Hang-seo và khó vượt mức 3 bàn. Từ những phân tích trên, chúng tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng cách biệt 2-0. Huấn luyện viên Michael Weiss của Lào có sự cẩn trọng và muốn dành tặng bất ngờ cho tuyển Việt Nam ở trận ra quân bảng BAFF Cup 2022. Ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, huấn luyện viên Michael Weiss cho các cầu thủ tập luyện với cường độ cao. Theo bố trí của ban tổ chức, tuyển Lào và Việt Nam tập làm quen sân thi đấu vào khung giờ 17 đến 19 giờ. Thông thường, buổi tập kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Tuy vậy, huấn luyện viên Michael Weiss đã cho các học trò tập sớm, cầu thủ Lào khởi động khoảng 20 phút ở sân phụ. Đúng 17 giờ, họ tiến vào sân vận động quốc gia Lào để tập chiến thuật. Huấn luyện viên người Đức cho phép các phóng viên tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu ở sân tập này. Thời điểm này, các cầu thủ Lào chủ yếu có các bài khởi động, di chuyển với bóng. Sau đó, huấn luyện viên Michael Weiss mời giới truyền thông và cùng các học trò thực hiện các bài tập chiến thuật. Nhà cầm quân người Đức hết sức cẩn trọng trước cuộc đối đầu với Việt Nam, Lào bị đánh giá thấp hơn và khó có cửa thắng. Ông thừa nhận tuyển Lào gặp khó khăn vì các cầu thủ còn rất trẻ, chỉ 3 phần 23 cầu thủ trên 23 tuổi. Ông nói, đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị. Tôi đã nói với các cầu thủ, họ cần tập trung thể hiện năng lực của mình. Lào sẽ chơi với tinh thần cao nhất. Trận đấu giữa Lào với Việt Nam diễn ra lúc 19:30 ngày 21 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Lào. Ngày trước ngày sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu bảng BAFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã loại 4 cầu thủ là Phạm Đình Duy, Thanh Nhân, Hà Đức Trinh, Văn Hoàng và Vận Hữu giữ quân số 25. Theo quy định của ban tổ chức, các đội bóng phải chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức trước khi bước vào trận đấu đầu tiên. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam có sự lựa chọn cho riêng mình. Tuy vậy, thời điểm hiện tại hai cái tên cuối cùng bị loại vẫn chưa được công bố. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, tôi sẽ thông báo theo quy định của ban tổ chức, chúng ta có thể nộp danh sách 6 giờ trước trận đấu với Lào. Nhưng chắc chắn danh sách quý sẽ có Bùi Tiến Dũng, chúng tôi đang theo dõi sức khỏe cậu ấy chặt chẽ, cứ 3 ngày test một lần PCR. Sáng nay, ngày 20 tháng 12, hai mẫu test của Bùi Tiến Dũng đã âm tính rồi, tôi hy vọng cậu ấy trở lại khi đội trở lại Hà Nội. Bùi Tiến Dũng đã chắc suất tham dự AFF Cup 2022. Đó là trường hợp không quá bất ngờ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc thường chọn các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của ông. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ về tiêu chí lựa chọn cầu thủ. Tôi có trên dưới 10 tiêu chí để lựa chọn, quan trọng đầu tiên vẫn là năng lực cầu thủ. Tiếp đến là năng lực, vận hành chiến thuật, khả năng tiếp nhận chiến thuật và vấn đề thể lực tùy vào vị trí yêu cầu thể lực khác nhau. Và tất nhiên là sức mạnh tinh thần nữa, bao gồm những yếu tố như khả năng hòa hợp, khả năng hòa nhập cùng đội tuyển với tiêu chí lựa chọn trên cùng thực tiễn đã xảy ra trong quá khứ. Các cầu thủ ít có cơ hội làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo là những người đang nằm trong vùng nguy hiểm. Trong khung gỗ, Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh và Văn Toản là ba sự lựa chọn an toàn. Ở hàng thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo có trong tay những con người tốt nhất, hiểu triết lý và làm việc với ông trong thời gian dài. Những cái tên Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh hay Hồng Duy đều để lại dấu ấn nhất định. Trên hàng công, Phạm Tuấn Hải, Văn Toàn hay Tiến Linh là những gương mặt rất hợp với lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nên, khả năng các cầu thủ này ở trong khu vực an toàn cực cao, Văn Quyết dù có phong độ tốt ở các trận giao hữu khi liên tục ghi bàn xong vẫn chưa thể đảm bảo xuất dự AFF Cup 2022. Tiền đạo này cũng bày tỏ ước muốn được góp mặt ở sân chơi này dù đá chính hay dự bị. Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Đỗ Hồng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải là những gương mặt kỳ cựu. Thật khó tin nếu một trong những cầu thủ này bị loại. Do đó, Hải Huy, Quách Văn Khang hay Châu Ngọc Quang là những người nằm trong khu vực nguy hiểm cao. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã định hình con người, vốn xây dựng theo thời gian trong suốt 5 năm qua. Thế nên không hề ngạc nhiên nếu những cựu binh vẫn là kép chính ở AFF Cup 2022.